Hello, chào mừng anh chị đã đến với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn. Website camera quay lén 360.vn, số điện thoại tư vấn Zalo 0969 920838. Thì là hiện tại anh chị nào mà có nhu cầu mua các loại camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy game ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng định vị và nghe lén thì hoàn toàn có thể nhấc điện thoại lên và gọi đến số điện thoại đuôi 838. Thì bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn 24/24 để làm sao anh chị có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý nhất và phù hợp nhất anh chị nhé. Ngoài ra bên em còn nhận chế camera và các đồ vật theo yêu cầu của quý khách hàng, ví dụ như là bóng đèn, ổ điện này, quạt treo tường này, cũng như là rất nhiều sản phẩm khác anh chị nhé. Thì là ngay ngày hôm nay quay trở lại với clip này thì em sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu một bộ sản phẩm, đó chính là chiếc camera ngụy trang ổ cắm điện âm tường anh chị nhé. Về bề ngoài thì chiếc camera này không khác gì một chiếc ổ cắm điện bình thường. Đây, với chiều dài như những clip trước ấy, bên em đã đo là chiều dài của nó là dài 12 phân này, chiều ngang này của nó là dài 7 phân này. Và cái chiều rộng của nó ấy, cái chiều rộng của đế này thì là 4,5. Với cái này thì anh chị hoàn toàn là có thể là lắp được vào trong những cái ổ âm điện của âm tường của nhà mình nhé. Ngoài ra thì anh chị có thể là cầm đi phòng này qua phòng khác, hoặc anh chị có thể là treo nổi, hoàn toàn là có thể sử dụng được tùy theo mục đích của mình anh chị nhé. Cái lỗ camera thì là bên em chế vào đây này, anh chị phải là nghiêng lên này, soi ánh sáng vào mới nhìn thấy, chứ còn bình thường là không thể nào mà thấy được. Nhìn như này thì làm sao mà ai biết là đây là một chiếc camera, đúng không? Khi mua bộ sản phẩm này thì anh chị là sẽ được kèm theo một chiếc thẻ nhớ là 256GB, một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty. Với chiếc thẻ nhớ này anh chị hoàn toàn có thể lưu đẩy video lên đến 30 ngày liên tục. Tức là cứ sang ngày 31 nó sẽ tự động xóa ngày mùng 1, sang ngày 32 nó sẽ tự động xóa ngày mùng 2. Làm sao anh chị có thể lưu được 30 video trong vòng 30 ngày gần đây nhất anh chị nhé. Và nhiều anh chị hỏi em rằng là thế mua cái này tại sao lại không có kèm theo dây sạc. Thì xin thưa với anh chị là cái bộ này của bên em ấy, là khi anh chị mà đã lắp vào âm tường ấy, thì nó sẽ là quay 24/24. Nó đã có thiết kế là tự động sạc. Và khi mất điện hoặc là anh chị rút ổ ra ấy, thì là anh chị hoàn toàn có thể quay thêm 10 tiếng liên tục anh chị nhé. Và ngay bây giờ em sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu các tính năng cũng như cách sử dụng của nó anh chị nhé. Đây, đầu tiên sau khi mua về ấy, là anh chị phải mở cái nắp này ra này. Đây. Đấy. Anh chị nhìn nhé, mở nắp này ra thì là mọi thiết bị là bên em đã để chừa ra một chút ở đây. Ở đây khe cắm thẻ nhớ ấy. Đây là khe cắm thẻ nhớ này. Và cắm như nào, đây anh chị cứ để ý dùm em nhé. Đây là cái thẻ nhớ này. Mình úp cái mặt đồng xuống nhé, úp cái mặt đồng xuống đây như này, sau đó mình cắm vào này. Sau khi cắm vào như này mình chỉ việc ấn này, tạch một phát như này là thẻ nhớ đã hoàn toàn vào rồi anh chị nhé. Công tắc on off thì là nó ở ngay đây thôi, anh chị làm một con móng tay thì anh chị hoàn toàn có thể gảy lên một phát này. Đấy, sau khi gảy lên ấy thì là ở trong này nó sẽ hơi phát sáng một chút anh chị nhé. Ở trong này nó có đèn báo sẽ là hơi phát sáng một chút. Anh chị mà muốn tắt thì hoàn toàn có thể là khi vào phần mềm là có thể tắt. Sau khi mình bật cam lên ấy, thì là mình sẽ cần một chiếc điện thoại thông minh, một chiếc smartphone bất kỳ anh chị nhé. Miễn sao là nó có thể tải được Zalo, Facebook là được anh chị ạ. Như em là iPhone thì mình cần vào là App Store này. Tại phần mềm đó là Logcam, LOOK. Đây chị nhé, đây là biểu tượng của cái phần mềm. Và đây là anh chị làm mà chưa tải thì anh chị cần tải về. Còn em tải rồi luôn lên cái này là thôi. Tại sao mọi người cứ bảo em tại sao lấy con điện thoại cùi thế để test? Thì là em muốn cho anh chị biết rằng không cần điện thoại xịn mình vẫn có thể là sử dụng cái sản phẩm này. Miễn sao nó là điện thoại cảm ứng thông minh là được. Sau khi tải xong ấy thì anh chị cần vào chỗ cài đặt này, tìm kiếm wifi của sản phẩm anh chị nhé. Tức là mỗi một sản phẩm này ấy, đều có một wifi riêng của mình. Đó. Nó sẽ phát ra một dòng wifi rất chi là dài và không khó mật khẩu. Anh chị cần ấn vào đây, anh chị đợi một xíu thôi để cho nó bắt mạng ấy. Sau khi nó hiện dấu tích và ở trên có cột sóng wifi thì anh chị hoàn toàn có thể vào xem. Đây, như này đã thành công rồi anh chị nhé. Sau đó anh chị được trở về màn hình chính này, vào cái phần mềm lúc em bảo anh chị tải ấy, đó là Logcam này. Anh chị ấn vào đây, anh chị đợi một xíu nhé. Như này là đã hiện device online rồi này. Anh chị ấn vào đây cho em này, ấn vào cancel nhé, cancel.
Đây, anh chị nhìn này. Đây, nếu mà nó bị ngược như này thì anh chị chỉ cần ấn quay như này là xong. Cái này nó có đầy đủ chức năng như là quay trái, quay phải. Đây, đây cái này cũng bị ngược này. Đấy, như là mình hoàn toàn nó có thể quay được rồi. Đây, anh chị nhìn xem, cực kỳ nét luôn, độ phân giải thì full 1080. Ngoài ra ấy, anh chị hoàn toàn có thể là ngày giờ đây nhá, anh chị nhìn nhá. Đây, 17 giờ 16 phút. Không sai một chút nào luôn, ngày giờ. Độ phân giải thì anh chị có thể chọn từ 1080 đến 4K anh chị ạ. Còn đây là nút báo đèn. Anh chị bật lên đây thì là cái đèn ở trong thiết bị này thì nó mới ra màu đỏ. Còn nếu mà anh chị mà không bật lên ấy, thì nó hoàn toàn là không hiện cái gì luôn, nên người ta không thể làm mà phát hiện được. Tiếp sau đó là cái nút đây là hồng ngoại này. Sau khi anh chị bật hồng ngoại lên ấy, thì nó sẽ hoàn toàn là chuyển sang màu trắng đen nhé. Cái này để hỗ trợ quay đêm anh chị ạ, tức là quay được dưới ánh sáng mờ. Anh chị muốn về màu mè anh chị lại ấn vào đây. Đấy, cực kỳ sắc nét luôn, góc quay thì rất chi là rộng. Còn đây là tăng độ sáng, anh chị có thể tăng sáng lên này. Đây là tương phản, anh chị có thể tăng lên này. Đó. Còn anh chị là muốn chụp ảnh thì anh chị hãy ấn vào đây, chụp ảnh này. Anh chị là muốn quay video thì anh chị ấn vào đây. Nên nhớ là khi anh chị quay video anh chị phải bật hai cái này lên. Đấy, như này nó đang bị sưng gâm thì anh chị cần phải giảm âm lượng đi. Để em sẽ test thử một đoạn video nhé. Chào mừng anh chị đã đến với công ty thiết bị điện tử Nghe Nhìn. Website camera quay lén 360.vn, số điện thoại tư vấn Zalo 0969920888 anh chị nhé. Sau đó anh chị chuyển ấn lại một lần nữa đây. Như này nó đó là đã lưu vào rồi anh chị nhé. Và ngay bây giờ em sẽ cùng anh chị nó quay trở lại màn hình chính để xem những cái phần mà lúc ấy mình đã quay và chụp ảnh nó sẽ ở đâu. Thì anh chị ấn vào mục photo này. Em cho anh chị xem video trước nhé. Em sẽ lấy qua một đoạn đầu, tại vì đoạn đầu này lúc đấy chưa bật âm thanh, chưa tắt âm thanh nó bị xung âm ấy. Đây em sẽ bắt đầu từ đoạn này. Website camera quay lén 360.vn, số điện thoại tư vấn Zalo 0969920888 anh chị nhé. Sau đó anh chị hoàn toàn có thể xem video có tiếng luôn. Và đây là hình ảnh của sản phẩm. Đây anh chị thấy không? Anh chị hoàn toàn có thể zoom to zoom nhỏ, zoom to zoom nhỏ nhé. Cực kỳ đẹp luôn, sắc nét luôn anh chị nhé. Còn ngoài ra là nhiều anh chị mà cắm âm tường ấy, anh chị nào mà muốn xem được ở xa mà khi anh chị không có nhà ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể vào làm theo bước này theo em này. Nhưng bắt buộc là nhà mình phải có wifi anh chị nhé. Nếu không có wifi thì anh chị sẽ cài đặt lưu vào thẻ nhớ, thì sau khi anh chị cứ bật máy lên ấy, là nó sẽ hoàn toàn là nó sẽ lưu vào thẻ nhớ cho anh chị. Đây em sẽ cũng hướng dẫn anh chị luôn nhé. Bước đầu tiên là mình ấn vào hình bánh răng ở bên cạnh device online ấy. Bước thứ hai mình ấn vào device setting này. Đó. Anh chị mà muốn cài đặt lưu vào thẻ nhớ ấy, thì anh chị hãy ấn vào đây, bật hết luôn xanh lên cho em. Đấy, như này là nó đã bắt đầu là nó lưu vào thẻ nhớ rồi anh chị nhé. Anh chị muốn cắt video, đây là có 1 phút đến 30 phút ấy. Thường thường người ta sẽ để video ở 30 phút này này. Một ngày nó sẽ cắt ra 48 video cho anh chị. Đó. Anh chị muốn xem từ xa thì anh chị vào phần wifi setting anh chị nhé. Ví dụ như mạng wifi này anh chị là mạng Xuân Thu, thì anh chị sẽ ấn vào Xuân Thu, nhập mật khẩu vào cho nó. Thì sau khi nhập mật khẩu xong ấy, thì là hoàn toàn nhập mật khẩu xong, anh chị ấn OK. Đợi khoảng 3 đến 5 phút là anh chị hoàn toàn có thể vào xem được ở từ xa. Khi đó thì anh chị có thể đi ra ngoài này, cách nhà hàng trăm, hàng nghìn cái số anh chị đều có thể xem được ở nhà anh chị nhé. Ngoài ra nó có thêm các chức năng nữa, ví dụ như là cảnh báo chuyển động này, thay đổi mật khẩu này. Nếu mà anh chị muốn thay đổi mật khẩu thì anh chị hãy vào đây. Cái này nó sẽ làm mật khẩu mặc định của nó sẽ là 123456. Anh chị muốn thay mật khẩu của cái wifi mà các cam phát ra ấy, thì là anh chị sẽ ấn vào đây 123456. New password tức là mật khẩu mới, con pin tức là xác nhận lại mật khẩu mới. Sau đó anh chị ấn OK và hoàn toàn có thể là lưu được cái mật khẩu cho cái thiết bị này anh chị nhé. Còn anh chị khi anh chị kết nối từ xa ấy, thì nó sẽ hoàn toàn là ẩn cái wifi của cái cam đi, nên người ta không thể nào mà phát hiện được anh chị nhé. Đó. Ngoài ra ấy, nhiều điện thoại thích ứng được ấy, thì mình hoàn toàn có thể là vào xem vào cái phần thẻ nhớ đây này, này. SD file này, để mình xem lại những cái gì mình đã quay mà lưu vào thẻ nhớ. Còn do em là cái này em mới test, chưa có một cái video nào cả lên nó chưa qua anh chị nhé.
Vừa rồi là em đã hướng dẫn cách sử dụng cũng như các tính năng của các loại ổ điện này ấy. Thì anh chị mà có nhu cầu mua hàng hay chế hàng ấy, thì vui lòng liên hệ với số điện thoại đuôi 88 để được bên em tư vấn và hỗ trợ 24/24 anh chị nhé. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ. Hẹn anh chị vào những clip tiếp theo. Xin chào anh chị ạ.